Website là Phạm Forex gửi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi tiếp chuỗi livestream trên thị trường của tài khoản này. Tôi gửi nhà đầu tư, và tài khoản này tôi xuất phát từ có 60 đô nha. Và nhà đầu tư có thể tua lại những cái video trước ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi đánh từng lệnh một ở trên tài khoản này để cho nhà đầu tư nhìn nhận. Một là nhà đầu tư sẽ coi ở trên kênh YouTube, tôi sẽ chuyển lên kênh YouTube. Hai là nhà đầu tư sẽ coi trực tiếp ở trên Facebook của bản thân tôi trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng những giá trị mà tôi truyền tải đến nhà đầu tư có thể hiểu rõ các giá trị này trên thị trường. Bởi vì vấn đề nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải thấy rõ được các cái giá trị thực tiễn trên thị trường từ chính những cái người thầy của các bạn vận dụng trên thị trường là như thế nào. Và qua những cái video mà tôi đang chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ rồi nhỉ. Tôi am hiểu các cái vùng giá của bản thân mình khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này như thế nào, để nhà đầu tư hiểu rõ về nhỉ, kinh nghiệm trên thị trường được rút ra như thế nào khi mà chúng ta tham gia vào trong thị trường. Chúng ta phải hiểu rằng kinh nghiệm sống được ở trên thị trường hoàn toàn khác xa những kinh nghiệm mà gọi là nhỉ, chết ở trên thị trường. Chúng ta phải nhìn nhận lại cả một cái quá trình mà bản thân chúng ta khi tham gia vào trong thị trường chúng ta hiểu biết để mà chúng ta tồn tại, chứ không phải chúng ta hiểu biết để chúng ta mất mát ở trên thị trường. Thì đây là những giá trị mà nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải đánh giá, cần phải nhìn nhận lại. Và đây cũng là những giá trị mà tôi chia sẻ cho nhà đầu tư thấy là các cái nguồn vốn giao dịch ở trên thị trường này, nhà đầu tư cần phải có một tài khoản như thế nào trên thị trường. Nếu mà nhà đầu tư có đủ kỹ năng giao dịch ở trên thị trường thì các bạn không cần phải một tài khoản lớn, các bạn có thể giao dịch được. Mà các bạn chỉ cần những tài khoản rất nhỏ, các bạn cũng có thể đánh được lên những giá trị rất lớn. Và nhà đầu tư sẽ nhìn nhận giá trị thứ hai là mỗi phương pháp giao dịch đều có những giá trị khác nhau trên thị trường, và mỗi một phương pháp giao dịch đều có những ưu và nhược điểm khác nhau trên thị trường. Quan trọng nhất là bản thân nhà đầu tư đó có đủ kỹ năng để vận dụng những cái phương pháp này lại hay là không. Và điều thứ ba tôi muốn truyền tải đến cộng đồng đó là các cái phương pháp này nhà đầu tư có thể phối hợp lại được với nhau hay là không ở trên thị trường. Thì do là cả quá trình các bạn trải nghiệm trên thị trường, các bạn có đúc kết được ra cho bản thân mình điều gì để các bạn có thể phối hợp được lại tất cả các phương pháp lại để tạo ra những cái ưu điểm cho chính bản thân các bạn, để tạo ra được những giá trị lợi nhuận cho chính bản thân tài khoản của các bạn trên thị trường. Đây mới là điều mà nhà đầu tư cần phải quan tâm. Và cái thứ tư nữa là tâm lý giao dịch, nó sẽ quyết định rất là nhiều. Tâm lý giao dịch của một người giao dịch được sẽ khác hẳn một người giao dịch không được. Bởi vì một người giao dịch được, tâm lý của họ rất là thoải mái. Nhà đầu tư có thể thấy lệnh, hai lệnh phía dưới tôi đánh lên, trong lúc mà tôi đánh lên tôi có nhồi lệnh trên thị trường. Video đầu tiên nhà đầu tư có thể thấy tâm lý tôi rất là thoải mái, tôi hiểu rõ những cái vùng giá nào cần phải giá vào trên thị trường. Tổng cộng từ hôm qua đến nay trên tài khoản này tôi giá vào khoảng 5 lệnh để đạt được giá trị như vậy trên thị trường. Trong 5 lệnh này thì tôi đã cắt 2 lệnh, còn lại 3 lệnh tôi đang điều chỉnh trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét đánh giá. Và nhà đầu tư muốn vận dụng được tất cả các phương pháp giao dịch và có được tâm lý, kỹ năng, các bạn phải thấy được cái người thầy của các bạn vận dụng vào trong thực tế, chứ không phải chúng ta nghe lời nói mồm trên thị trường. Ăn ít hay ăn nhiều, ăn khối lượng lớn hay khối lượng nhỏ, tài khoản lớn hay tài khoản nhỏ là gì nhỉ? Do bản thân năng lực của các bạn, chứ không phải do các bạn phải sử dụng tài khoản lớn mới có thể kiếm được giá trị trên thị trường. Đây là hoàn toàn là những điều phi lý. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận. Nhà đầu tư phải biết cách chọn sàn giao dịch Forex để nhà đầu tư có thể tồn tại được. Khi các bạn đã chọn một sàn giao dịch Forex không đúng thì nhà đầu tư chỉ có một vấn đề là tử nạn trên thị trường này mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rõ rằng bọn IB là bọn sẽ không bao giờ giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Những người hiểu rõ về vấn đề này sẽ không bao giờ tin tưởng vào IB của sàn, và họ sẽ phải tự có một cái con đường để họ hiểu rõ các ngọn ngành, những cái vấn đề khúc mắc ở trên thị trường giao dịch Forex này, và nhất là những vấn đề uẩn khúc của sàn giao dịch Forex. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại. Nhà đầu tư có thể vào trực tiếp website đào tạo Forex
coi những cái bài mà tôi có đã hẳn một chuyên mục riêng để hướng dẫn nhà đầu tư cách chọn sàn giao dịch Forex cho chuẩn. Và thì nhà rất là nhiều cái cảnh tượng mà tôi đã gặp, và cũng như là nhà họ đã gửi những cái thông tin cho bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này đã tan nhà nát nát cửa nhờ IB, nhờ những gì nhà thằng thầy ra đi dạy mà thì nhà đã không có được năng lực để mà gì nhà chứng minh trên thị trường cho chính bản thân các nhà đầu tư hiểu rõ đã xúi người ta mở tài khoản đánh và cuối cùng để ăn com. Đây là điều tôi truyền tải đến nhà đầu tư. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công.